lượm đồ chưa cho bé chưa? Có khách chơi rồi. Nằm ở nhà không tại đâu không đi. Đâu vậy? Bé này mới đây mới luôn á chưa bé. Bỏ nãy giờ nằm ngủ trời. Ủa nè, đến chùa bà mốt về phải không con? Bé lắm mày. Chùa bà mốt phải không? Để chở mà xin khúc á. Là năm các bạn á. Rửa mà không bằng hình trong núi mình rửa tôi rửa đẹp hơn chứ lâu hơn nữa tôi dạy như thế thầy quá trời năm tắm năm tắm rửa đem về bé tặng to vì chỗ đó có vòng mà thấy không. Hồi nãy anh Thảo cái hồ quang bà nội đó, hỏi Thảo ơi, bác chỉ cho anh Thảo cái hồ quang bà nội xuống luôn á. Ai tắm với mình rồi bé? Thì rửa nhiều ra đó, anh tặng đó. Nè, anh thấy không? Nè. Trời ơi, có hộp luôn á. Lụm cho bé hai cái một đôi luôn á. Rồi. Còn ngoài tre nữa đó, ngoài đó nữa đó. Đẹp lắm á. Hoàn thành nha cho mọi người uống nước nha. Dạ. Mặn núi nha cô, mặn núi ngọt nha. Để anh đi giữa đợi nó đóng lên. Cô để rồi. Bên kia nó là trên nằm khiên chưa có kìa, với ông sư bé chưa có kìa. Mỗi một chặt một chỗ bốn trái năm cái đi. Để rửa hết luôn đi. Rửa hết thì bỏ vô cái giỗ á. Để có người nào cũng mừng hết đâu. Mượn xác mẹ bé giỡn rồi có về bé bóp giò mẹ vậy nè làm vậy đó chưa chưa mẹ ông đào á đợi mẹ nói sao về nhảy chiêu mà giờ chưa chưa nhức quá nhức rồi cái bây giờ phải làm gì nè lấy nước miếng phải thay vô rồi là đó nên người nào cũng nói nước miếng quá của phình á nhưng mà hết thở đó tôi không phải có đâu ông kia đời lụm cái thùng hoàng đẹp hơn cái ló luôn á cho mẹ đó mà mẹ không nhận mẹ nó thôi bự quá không biết chỗ cắt hai đồng bạc bự tỷ luôn á dạ. Không nhận không có chỗ cắt bự quá không có chỗ cắt có đồ chơi cắt được ở đó không có chỗ cắt không có nhận không cần này bà ngồi đừng chặt đỡ tấm mày ngồi xích vào đi cái kia là như vậy đó mà hai đồng tỷ bớ bự rồi nè mẹ nói không có chỗ cắt ở đồ chơi nhận thôi con niệm nhận mười rưỡi không có chỗ nguy hiểm lắm không càng sao không đợm nè thằng trời cậu người chơi cho bé nha đỡ bé đi đợi đó nhìn thấy ruồng quá không vui đâu tại vì ta chỉ cần cái đó thôi cái đó bên cần được nguy hiểm lắm ở đâu mà chạy vô có tiệm đồ chơi hay gì trời kiếm mùi lắm đó kiếm mùi dạ. Để xin đeo cái thằng Thông cho bé nói chuyện nha đeo thằng Thông hả cho thằng Thông tại vì tiếng nhạc bên kia lớn đó tiếng nhạc bên kia nó to dạ dạ thế là bác nó ở lên tới là nói không đúng rồi nè cái nhạc người ta to còn mình ở đây nói tiếng nhỏ con chả nghe rồi bé ơi rồi Lê Thanh có tặng cho bé nó bị sẹp cho nói nên bé nói là sẹp rồi cái bụng mình không được no rồi đúng rồi tại vì nó mua xung tặng mà mua chế banh mũ của người ta đó là mình không biết cho nên đem cho bé sẹp bữa nay là chế banh này có hơi nè đó bé thử nè có hơi không có thêm một chế banh da nữa cho bé chế banh luôn hả các bé đúng rồi cái đồ chơi à đây một cái bánh của này đó tham gia từ tấm lòng của Lê Thanh đợi đó 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 đ
đường cái này nè. Chiếu ai hai nọ hai đôi á. Dạ. Đừng mới chỗ tụi nó bà chùa của Vua Dung luôn á. Các bác sư dạ giờ chị sĩ á. Dạ. Năm bé nhận được cái này với mừng. Dạ lấy kêu à. Chơi nè, cho em mượn chơi đó. Thôi, cho mượn cái này đi. Cái này đỡ cho người lớn người ta làm. Đợi cái này đặng người ta thấy cái chỗ này có cái bông đen nè. Dạ. Nó nặng rồi nè. Còn cái kia cũng vậy đó, còn cái này không cho thấy kính nè. Dạ. Sao không đưa trả mà nó đỡ vô hoài. Nó mới chơi vui đỡ nè. Thấy không? Vậy là bé cũng thích đá banh luôn á. Ở trên đó bé chơi với bạn ha. Dạ. Vũ cầu mà. Chơi đá cầu mà. Banh cầu mà chứ không phải banh trần gian này. Nên họ chơi nó bạn nhờ chơi cho bé rồi đó. Thấy không? Thấy bé lao. Thấy chưa? Thảo làm cho mình. Thảo làm như cho bé. Xuống không? Không phải, có đó cái này nè. Để em cầm. Đá cá cá này nè. Cái này phải không? Đó không được rồi á. Đó. Đá cho thật mạnh lên. Đó, đá nhìn lại anh nè. À, nhìn lại anh đá với bé cho coi nè. Cô Phật bé cảm ơn anh. Thầy đá gì phải không bé? Dạ, chơi nè. Chơi đá thì quay với chú anh luôn. Đúng không hả? Đá giờ này qua giờ kia. Đó gì nè. Thấy không? Đó. Ờ, bé cầm đi có món quà của khán giả tặng cho bé nữa nè. Cái gì đó? Sao nhận chi hoài? Cái đó nặng nha. Cái này súng với kiếm này là bổ bối luôn á. Tại vì nghe nói bé là con có nhận tiền cho nên gửi cho mua được. Để nó đi, đỡ đi. Để cho nó. Chị nói là con kiếm mua một cây súng nước mà nó có đèn nhưng kiếm hoài không có, chỉ là cái súng AK này bé cũng thích nè. Bé cũng thích súng này nè. Còn có một cây này nữa hả bé? Cây này đã kiếm á, cũng đàn ông luôn á. Kiếm rồi. Dạ. Cho trong qua. Dạ. Giật mình ông, giật mình ông. Giật mình luôn rồi. Món quà của chị cà rốt. Chị này chị tên cà rốt. Tên cà rốt luôn ha. Cảm ơn anh Khanh đem cưới đồ quà cho bé. Rồi bé cảm ơn các bé nhờ tiếng bé đồ chiều đồ thức cái đồ chơi á. Nên chuyện hiểu lý á. Nên tặng bé các bé. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ, con cũng có một chị đó tinh khi mà gửi tiền cho bé, nó bé không nhận tiền thì thấy gì cổ kêu lên anh có gặp bé có lên núi thì mua đồ chơi cho bé luôn, mà hiện giờ chưa có mua kẹp thì nhỡ mình có đi núi mình mua sau. Của chị Thi đó, bữa này của chị Cà Rốt, là chế banh này của Lê Đăng. Hy vọng bé được có vũ khí bé vui. Bé bạn đồ đi không hả? Đồ này bé làm ở đâu? Cái chị nọ đồ mới Sài Gòn á. Cho đé hai cái một bộ đúng hai ha. Cái này là màu vàng, còn cái nọ màu xanh. Vợ nhưng mẹ nói thôi đừng mặc đỡ chứ đừng để mẹ mặc hoài người ta trời chép là mẹ đó. Trời ơi lụm. Nó già rồi còn mặc đồ nít. Cái mẹ nói mẹ ơi cho con khơi mẹ để cho con mượn sắc mẹ con mặc đi. Rồi xong mày đem gì tắt. Không có cho mày mặc nữa đúng không? Chứ quà như vậy bạn đồ quầy người ta trội lá đó. Mẹ nói qua đó. Chợ đâu lại với bên mặt. Đừng nói nha. Dạ không nói. Cảm ơn bé, cảm ơn hết. Dạ. Cảm ơn anh Khanh đem đồ chơi cưới dùng cho các chị đó lặng bé.
để cảm ơn một phần rồi. Hồi nãy đôi dép này là của anh Hùng phải không? Cậu Hùng. Cậu Hùng hả? Cậu dạ, làm dạ. Bé hai đôi một đôi là được sập bạc á. Dạ. Cậu Hùng là người ta xe chủ xe phải không? Cậu bé bạc tặng á, ông sư chỉ ra nà bị kia chơi này mẹ đâu thấy. Các chị chỉ em chưa được anh Hùng dùng bé hai đôi một đôi luôn á. Đồng bạc luôn á. hai đôi một đôi. Chắc có nhiều người đó không hiểu đó bác, như Lê Thanh rồi mấy anh em đây hiểu, có nhiều người không hiểu từ đó thì từ không rồi tự nhiên người đó mới chiêu dẹo bé, nói sao xuống đây kêu là chìm nhịp, rồi nói bé là sao bị nhộng bị nhộng cà lâm nữa thấm khương bé mà còn chiêu dẹo mấy người này đâu có thương bé vậy mà hơi không biết tại vì cũng ngoài những người đó cũng có nhiều người thương bé lắm á. Vì bé đem sự vui vẻ no ấm đến mọi người gia đình mà đâu ai thấy đâu, bé làm âm khầm đó, nơi mẹ cho bé rồi đi bằng vậy mà ở đấy niềm vương thôi, cứng chân ra tặng mẹ đi bằng nữa thôi, mẹ chỉ xin giò nè cứng chặt cứng vô đó. Rồi giờ bé bằng về có cơm chuối ăn với vui kêu là bé được mừng vậy chứ, nhớ tặng đồ chơi thôi chứ. Chơi là thích rồi, chơi tặng tiền thì mua đồ cho đỡ mừng, mời đông bà tôi lát mà luôn ăn. Cho bé chị lo với cái chuyện đó rồi à. Thì các chị gửi vô cho anh Thanh Thảo Mặn mua cái táo đãi ăn đi. Bé không nhận, bé ở đâu mặn được cái chuyện nọ. Đợi về tiêu cũng lượm trộm xấu hổ mà khỏi là đâu nhận. Để anh Thanh với anh Thảo nhận cái mua đồ đãi ngoài đó đó cho bà cô bác mình ăn. Chứ bé nhận là bé đâu mặn được đâu bé nhận. Đúng không? Cái chị nhận quấn độn nhưng chờ mà cái đó dưới đồ chơi nhận thôi. Còn cái đó thì để anh Thảnh với anh Thảo nhận người mua đồ để bà cô bác mình ăn. Còn có xác mẹ thì mượn mẹ xác phụ ở đó. Chứ không việc nhiều làm. Nè, bé nói chứ các chị đừng chiêu dẻo bé nào nhậm dưới đốt nha. Chứ đừng hỏi bé chìm nhẹp nha. Nắng thì nó khô luôn. Còn nước nhiễu xuống thì nó nhẹp. Vậy thôi, có gì đâu mà sắc nó khô hoài. Nắng thì nó khô luôn mà nước nhiễu xuống nó chèm nhẹp đó, vậy là thôi có gì đâu phải không cô bác? Có chứ, bị nước vô thì phải ướt nhẹp chứ. Phải có chứ sao? Đúng mà. Nhưng mà đừng có chiêu dẻo bé đó. Đó sao mà nó nhờ nước. Học được không? Nói đúng được không? Đã làm được không? Xong việc vui được không? Dạ. Đó. Vậy đó. Các đồ chưa làm cái đám hơn nha. Là hiện giờ nhà bé là đồ chơi nhiều dữ lắm luôn hả bác? Tủ lớn luôn không? Thôi không dám nói ra tao người ta chưa. Cháu cái này giờ cho vợ giống rồi chỗ anh ăn thảo bữa trưa đe đẻ mà. Giống không? Cái này giống không? Giống. Giống không? Y gan luôn. Cái này không dám. Cái này nó thác nha. Nhưng mà tiếng nhạc hình như nó giống á. Cái này chứ cái này là giống nào, còn cái này là thác, không có giống nha. Hiện bây giờ đi mua những cái này là rất là khó đó bác, người ta không có bán á. Bé đẹp chiều bảy sáu á. Không có gặp lắm, còn cái này được đó mà. Ghé ba bốn tiệm mới mua được những cái đồ chơi nè. Vậy đi nha. Còn nếu mà vô được súng nó hạ cái này xuống, cái đưa súng lên. Thấy không? Súng này là súng nước đó nghe bác. Có để nước vô không bắn được. Để vậy kia mẹ chắc quá chị. Chứ bé không biết đâu. Thấy đồ chơi là mừng đi. Nếu đồ chơi này mà về tay bé là nó có thần thông không đó? Hả? Đồ chơi này về tay bé là có thần thông luôn không? Thần thông gì? Tức là có tâm linh luôn không? Không có đâu. Đồ chơi mà. Cái này để là nhìn được. Nước miếng mới cần. Nước mắt giờ khinh đó. Mới cần thôi chứ cái này không. Chỉ để giờ bé chơi với bạn bé đó. Với các sư bé coi. Thích đồ chơi lắm. Bạn bé có đồ chơi nhiều như bé không? Không. Giờ chơi chung mà. Không phải. Tới bé là chơi với bốn người đó là năm người. Năm người gạn được năm bộ đồ vô ngoài nè. Bé lụm rồi. Cho nợ bốn người bạn với bé là năm. Bé lụm rồi. Cô đó kêu bé đi dẫn mày lụm đi. Rồi bé đi kiếm khó cái chạy rồi lụm luôn. Chứ mẹ đâu biết chỗ nào mà lụm. Người ta tắt cái trong nhà về mà đâu thấy đâu. Mẹ phải dẫn vô cái lụm lụm luôn nè, năm một bộ luôn nha. Trời cho năm năm người đó luôn. Nên mẹ mua bà cái gì chơi là mẹ mua năm món không à. Để cho bạn về chơi với bé, chắc đem về chơi với bạn bằng cái bóng nè. Đem về cái bóng thôi.
khi nào bạn có về chung thì đừng có dẹp, chứ đừng bỏ mẹ dẹp mẹ, mẹ nói bài nữa rồi đó, mẹ nói bài phải không? Đó, gửi lên trên Thảo đó, gửi lên trên Thanh Bắc. Thấy không? Sâu quá. Đẹp mà. Sâu quá, sâu quá. Thanh Thành trẻ lắm. Đợi mà nè, không? Đợi, đợi, đợi đủ trò hay là 5, 5 kiểu là 5 người bạn của bé đó. Vậy là tính ra ngày nào là cũng phải bày ra cho mẹ dẹp hả cô bé? Không phải. Ê, khi nào mà về mà thấy mẹ vui á, thì nó nhỏ nhỏ rổ lai nè. Chẳng không ấy, nó cho con bài, để bé bài dạ. Rồi xong lát bé đi mẹ dẹp cất giùm anh nói câu dẹp là không đúng, kêu cất giùm, cất giùm rồi thì bái chơi thành đáo thì bái đi đi kiếp nha, bái đi là làm công việc kiếp ha. Rồi trời khói gặp lại tôi đợi xin chào bé, cảm ơn hết luôn, đừng kêu dẹp bé nhậm nhiều nha, đừng kêu bé chìm nhịp rồi sao bị chìm nhịp nha. Rồi giỡn cái gì cái gì cứng đây rồi chăng. Dạ cảm ơn. Rồi, chào bé nha. Dạ chào bé. Bé xin chào.